Tiara tiếp tục dính nghi vấn cơm không lành canh không ngọt sau giai đoạn lao đao vì scandal bắt nạt. Người hâm mộ của Tiara gần như đang rất hoang mang về việc liệu nhóm còn có thể sẽ tái xuất với đầy đủ đội hình 6 thành viên nữa hay không. Tiara là một trong những nhóm nhạc nữ tài năng và nổi tiếng nhất trong những năm hoàng kim của mình. Liên tục tạo ra những ca khúc gây bão tất cả các bảng xếp hạng ở thời điểm đó như Boobip Boobip, Time to Love, Crawly Polly, Cry Cry, Day by Day. Tiara dần khẳng định được vị trí của mình trên đấu trường K-pop, bất kể những trở ngại từ việc xuất thân từ một công ty không phải Big 3 lúc bấy giờ. Tưởng chừng như sẽ thuận buồm xuôi gió tiến lên. Vào năm hoạt động thứ 3 của nhóm, Tiara vấp phải scandal chấn động làng giải trí tại thời điểm đó với câu chuyện bắt nạt thành viên Hoa Giòn. Scandal này đã khiến Tiara không còn duy trì vị thế của nhóm đã gây dựng nên, trở thành con ghẻ của công chúng Hàn Quốc khi nhận sự quay lưng đến đáng sợ ngay tại chính quê nhà của mình. Ngay cả với người hâm mộ riêng của nhóm, đã có rất nhiều người thể hiện thái độ giận dữ bằng cách đốt album, kêu gọi tẩy chay nhóm nhạc mà họ đã từng yêu thích. Kéo theo đó là hàng loạt hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ của nhóm cũng theo đó không cánh mà bay. Kể từ scandal, Hoa Giòn rời nhóm, Tiara sống trong những tháng ngày bị ghẻ lạnh tại thị trường Hàn Quốc. Dù liên tục ra sản phẩm cũng như hoạt động hết sức năng suất, nhưng các cô gái vẫn luôn là cái gai trong mắt khán giả mỗi lần xuất hiện. Mãi cho đến tận năm 2017, mọi thứ mới được sáng tỏ. Công chúng dần nhận ra những chỉ trích đổ lên Tiara năm nào hoàn toàn không chính xác. Nhóm nhạc đã phải trải qua những ngày tháng sống trong sự tẩy chay với câu chuyện do chính nạn nhân tạo nên và phải chịu sự oan ức suốt bao nhiêu năm trời. Đầu năm 2017, hai thành viên Boram và Soyeon thông báo rời MBK Entertainment, công ty quản lý cũ của Tiara, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng về sự tan rã của nhóm nhạc đình đám này. Tuy nhiên, cả hai thành viên đều lần lượt khẳng định rời công ty chứ không rời nhóm và sẽ không back cùng Tiara nếu thời gian thích hợp. Sau đó, nhóm nhạc hoạt động tiếp cùng đội hình 4 thành viên và cũng rời MBK không lâu sau. Sau thời gian đó, Tiara vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng với đội hình 4 thành viên bao gồm Kuri, Eunsung, Hyomin và Siyeon, dù đã rời công ty quản lý cũ. 4 thành viên thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau, tham gia nhiều chương trình truyền hình và còn diễn lại những ca khúc đỉnh cao của nhóm trên show MMTG, dù thiếu vắng hai thành viên Soyeon và Boram. Từ đây, nhiều mối nghi ngờ về việc 6 thành viên đã có mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt thật sự xảy ra kể từ sau khi hai thành viên Soyeon và Boram quyết định rời nhóm. Thời gian gần đây, Siyeon cũng đã bỏ theo dõi tài khoản Instagram của Boram và Soyeon. Trước đó, Kuri cũng đã bỏ theo dõi Instagram của hai thành viên này. Dù luôn liên tục tuyên bố sẽ comeback với đội hình 6 người, nhưng qua hành động của Tiara khiến người hâm mộ không còn hy vọng vào sự trở lại đầy đủ như những lời nói trước đó. Gần đây, Tiara đã tham gia Darwin Brothers, một chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc với đội hình 4 thành viên. Đây là lần hiếm hoi những nữ thần tượng tái hợp trong năm nay. Tại đây, các nữ idol cho biết họ vẫn luôn thảo luận về sự trở lại của nhóm. Dù vướng phải scandal đáng tiếc, nhưng với công chúng, những ca khúc của Tiara luôn được đánh giá là chất lượng. Hành trình đi tìm lại hào quang năm nào của nhóm có thể sẽ không dễ dàng, nhưng người hâm mộ luôn mong rằng các cô gái sẽ trút bỏ những điều đã cũ và luôn hướng về tương lai phía trước, nhanh chóng trở lại cùng với những ca khúc mới đậm chất Tiara.